Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn tất cả anh em tham gia chương trình Airdrop từ tốc cần từ sáng tắt cơ giao để tham gia dán mở phần link đi phần link mô tả mình mở Telegram cái bóng status này. Đây là một dán rất là đặc biệt nha tất cả anh em. Đây là khi tham gia dán các bạn nhận được một tốc cần có hiệu là TKR. Giá hiện tại nó 200 là một dự án vậy thôi. Chứ thật ra thì nó lít sàn mình không biết bao nhiêu đô các bạn. Đây thì nó chạy trên nền tảng Smart Chain BNB. Chạy trên nền tảng Smart Chain các bạn. Rồi. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn follow the world và request account. Rồi các bạn bấm vào request và binbet nè. Binet nè. Cái các bạn có giá BNC thôi các bạn ơi. Tại vì một cái mạng Smart Chain này các bạn mới ra của nền tảng BNB nha tất cả các bạn. Nhưng mà nó chạy trên BET20 nó cũng cực trùng địa chỉ ETH EC20 các bạn ơi. Theo dõi này nha các bạn. Các bạn xuống đây các bạn like nó một bài nè. Rồi các bạn tự quyết là bài game đó coi. Bài đầu tiên nha các bạn. Rồi các bạn gì bấm tự test lại thôi. Rồi các bạn bắt đúp lại nha các bạn. Rồi các bạn mở cái theo word mà trang nhân copy surname theo word của mình các bạn gắn nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi tiền lợi của username Telegram của mình các bạn. Các bạn join vào một kênh group và một kênh channel nữa nè. Rồi các bạn join vào nha các bạn. Các bạn chờ mình chút xíu quá. Máy lốc quá chậm các bạn ơi. Rồi sau khi các bạn join vào các bạn bắt up lên nha các bạn. Rồi các bạn vào mở Telegram của mình ra, vào setting cấp của mình nha các bạn. Rồi các bạn gửi tiếp cho bot nữa các bạn. Rồi các bạn dùng địa chỉ EC20 nha các bạn. Cũng được nhưng mà các bạn nên dùng địa chỉ BET20 trên ví chút wallet các bạn cập nhật một cái địa chỉ với Smart Chain BNB thì các bạn cập nhật vào các bạn. Đây thì nó cũng các bạn gọi chốt các bạn. Bạn dùng địa chỉ với ETH với chút wallet cũng được nữa nha các bạn. Rồi các bạn chờ lót dự án chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một balance để check số cần các bạn. Rồi bấm cái get link lên ghép mà chia sẻ cho bạn bè các kiểu nha các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.